À, chào tất cả anh em nha. Nay ông chủ em có về một con xe cuốc mini nè anh em, IHI. Đây xe cuốc IHI nha, nè tay em nè. Còn con này phải nói là còn khá là mới nha anh em. Nước son rồi còn rin hết nha. Này. Con này giờ mấy anh thợ vừa mới rửa xong nè. Đó. Mới tinh luôn nha anh em. Bánh nó xài bánh cao su nha. Này. Đó, bánh cao su nha anh em. Dàn chân còn khá là mới nè. Con này anh em mua về đào muông rảnh rồi nhỏ nhỏ. Xài rất là ngon nha anh em. Di chuyển rất là nhẹ nhàng luôn. Rất là nhẹ nhàng nha. Này. Bánh vỏ bánh nó còn khá là mới nha anh em. Này. Bây giờ chân ở trong nè. Còn rất là mới luôn nè. Đi hắc đi. Model 4 FX nè anh em, số series nè nha. Nó có đèn luôn nè. Để không máy. Rồi để mà dỡ cái khoang máy cho anh em xem nè. Này, máy móc bình nó có bình đầy đủ luôn nè, bình theo xe luôn nè. Đây nó xài máy Kubota nha anh em. Máy một Kubota nha. Máy còn khá là mới luôn này. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ chỗ em nha. 0913948706 nha anh em. Rồi để em anh thợ đời test nổ thử thao tác cho anh em xem ha.
yêu cầu thì cứ liên hệ em chủ em nha, 0913 98 706 nha anh em. Con này anh em mua về là xài khỏi chơi luôn, máy siêu mini luôn, móc mấy cái lỗ mương đồ đào đất thì trồng ở nhà phải nói cực kỳ ngon luôn nha. Rồi IHI rồi, em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Nào xem video thấy hay thì cho em một like, một đăng ký nha anh em. Rồi xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh gặp anh em ở những video sau nha.